Ở cái game này nhìn đồ họa rất là đẹp luôn các bạn. Và ngoài ra thì nó còn có những con khủng long nữa nè. Đó, nhìn rất là đã luôn ha. Trời ơi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ đây. Và hôm nay á, thì mình sẽ đến với một cái series mới, một cái tựa game mang tên là Big Up các bạn. Một cái tựa game mà mình thấy đồ họa của nó rất là đẹp các bạn. Nhìn nó rất là tươi sáng. Và theo như cảm quan của mình các bạn, mình mới vừa vô chơi thử thôi, thì mình thấy nó như là sự kết hợp giữa lại ARK với lại cái Minecraft lại với nhau các bạn. Đó, hai tựa game yêu thích của mình lại với nhau ha. Trong này thì đồ họa của game nhìn nó rất là tươi sáng các bạn. Và có những con khủng long xung quanh nữa. Đó, giống như là ARK vậy đó bạn. Có những con khủng long xung quanh nè. Mấy con khủng long này thì mình cũng có thể chế ngự các bạn. Và ngoài ra thì nó cũng có rất là nhiều những con động vật. Bạn nghe nói hình như là có cả quái vật để sau này mình có thể chiến đấu nữa các bạn. Hứa hẹn sẽ là một cái series rất là hay luôn. Mình thấy game này hay quá các bạn, cho nên quyết định là mình chơi và quay video lại để chia sẻ cùng với các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích cái series lần này, cái series mới của mình á, thì có thể ủng hộ mình bằng cách kéo xuống phía bên dưới để trả lại cho mình một like, để mình biết là các bạn thích cái series lần này của mình, để mình tiếp tục làm những tập tiếp theo nữa nha. Còn bây giờ thì đi phiêu lưu khám phá thôi các bạn. Ở đây thì nó đang hướng dẫn mình cái kiểu như là hướng dẫn cơ bản đó các bạn. Bấm chỉ C để cúi đầu xuống nè, giống giống của ADK ha. Và nãy giờ thì mình đi ở đây mình lượm nè các bạn. Đó, lượm mấy cái bụi cỏ ở đây thì mình sẽ có được phần tháp. Còn mấy cái cây này nè, đó, lượm mấy cây có màu các bạn. Với lại cái cây xanh xanh ở đây thì mình sẽ có được cái phần berry, nó cho mình berry với lại cho mình fiber luôn ha. Còn lượm cỏ thì cho được mình tháp, và nó yêu cầu mình kích chuột phải. Đè chuột phải nó giống như một cái máy quét vậy đó các bạn. Nó giúp cho mình biết được là cái block về block cỏ nè, kiểu như xem thông tin ra biết được block cỏ nè, được thể đè chuột phải vào trong mấy con khủng long được. Wow, con bt này các bạn. Con bt nè, con bt này có nhìn được thông tin của con bt luôn ha. Nó có một cái biểu thị hình tam giác thông báo cho mình biết là cái con này nó kiểu như là mạnh về cái hướng nào các bạn, ví dụ như là tốc độ nè, rồi có thêm một cái chút sức mạnh nữa. Con bt thì có thể chiến đấu được ha, với lại có thể di chuyển thì rất là nhanh luôn, phải nhìn thấy được thông tin. Mà ở đây thì hình như là mấy cái con slam bạn. Ok, slam thì biểu thị hình tam giác của nó rất là yếu luôn á. Để mình đấm nó thử coi. Ồ, đấm nó một phát được 10 máu các bạn, và nó chết rồi nè. Khi nó chết thì nó sẽ tạo ra một cái cục thịt các bạn, thay vì nó sẽ tạo ra một cái xác chết để mình lấy thịt đó, thì nó sẽ tạo ra một cái cục thịt, và đấm nó thì mình được da nữa hả. Và nhấn Y để mở túi đồ lên. Đây các bạn. Nhấn Y mở túi đồ, cái này biết rồi, để mình mở lên thử rồi. Nó giống giống với lại ở bên kia thôi. Cái này thì đấm mình được phần da các bạn. Nhiệm vụ nó kêu mình là nhấn cái nút G hướng dẫn cơ bản thôi. Con thỏ kìa. Có cả con thỏ nữa. Và cái cục này đấm lâu dữ ha. Đấm nãy giờ mình thấy mình được da là nhiều thôi các bạn. Và nó kêu cầu mình kích chuột giữa để đổi góc nhìn, đổi sang góc nhìn thứ nhất các bạn. Và nhấn phím G để cái này là bắt đầu kiểu như là học công thức chế tạo nè. Wow, trong này có rất là nhiều công thức luôn nha. Cái này là thiên và dụng cụ. Dụng cụ trong này có dụng cụ gỗ nè, dụng cụ bằng gỗ, dụng cụ bằng gỗ hay nó học sẵn luôn rồi ha. Và trong này thì có rất là nhiều công thức. Bên đây là yên cưỡi, yên cưỡi của con gì nè. Rồi rất là nhiều những công thức ở phía bên dưới nữa. Phía bên đây là phần craft. Craft mình có thể chế tạo được cái rìu nè, cây cuốc với lại cây này là cái spear nó mới cho mình học nè. Cái spear này thì cần có một cục đá với lại gỗ, còn cái này thì cái rìu gỗ thì chỉ cần có gỗ thôi các bạn. Ok, vậy là cần phải đi farm gỗ rồi. Và nó yêu cầu mình nhấn phím M để mở map lên nè. Mình đang ở cái rìa của cái map, và nhìn cái này nè bạn, đó cái nguyên một cái tháp phát sáng ở phía bên trên, rất là quen thuộc luôn bạn, y hệt với lại bên ADK luôn. Không biết là bên đây có đi đánh boss ở bên cái cột đó không ha, giống bên ADK không ha. Cái đó thì chắc mình sẽ nghiên cứu lại sao rồi. Và ở đây thì có bờ te nè các bạn, và đây là một con khủng long. Và mình đã lên cấp đúng không, mình mới cộng cho mình máu nè bạn. Bây giờ thì trong này thì mình thấy là không có cộng được cái tốc độ di chuyển nè, mình có thể cộng được cái tốc độ craft thôi ha. Ngoài ra thì có thể cộng stamina, oxy, food với lại water và dam. Chắc là mình sẽ cộng dam đi các bạn. Ok, chắc là ưu tiên với máu với là dam trong giai đoạn đầu rồi đi. Rồi hết điểm luôn các bạn. Mình đã lên được level 6 rồi nè. Đây thì thấy có mấy con gà đồ nè. Và đây hình như là con heo phải không? Đúng rồi, con heo đấy các bạn. Con heo với lại 48 máu ha. Không biết mình đánh lại nữa không nha. Con heo chắc là hiền thôi cho nên chơi luôn. Đó, lên được 12 dam các bạn. Đánh được 12 dam á. Và đấm luôn con gà luôn. Con gà level 30 32. Ở đây thì đấm được cái hạt gì nè. Cái này là cái gì đây?
hình như là hạt giống đó các bạn. À, cục phân, trời ơi. Cục phân của con heo các bạn. Đây thì đấm cái này thì đó, được thịt lên nè. Rồi nãy đấm toàn là được da thôi các bạn. Bây giờ thì đấm cái thịt của con heo thì nó cho ra mình thịt rồi nè. Rồi đấm bể cục đất luôn nè. Trong này mình có thể là đào bới các kiểu các bạn. Đi đào bới tìm khoáng sản. Để mình thử đấm cây coi. Đấm cây thử là có gỗ không nha. Ok, có được cho mình 21 gỗ sau khi mà đấm được cái cây các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo cho mình cái rìu nha. Cái giáo này thì chắc là phải đi đào xuống đất rồi kiếm một cục đá này các bạn. Và để cái dụng cụ ở cái chỗ quen của mình, quen tay của mình các bạn. Lát nữa có cái giáo mình sẽ để ở đây ha. Còn bây giờ thì cái này thì có chặt được không nha? Chắc là không chặt được rồi, chỉ có thể để lấy vật phẩm thôi các bạn, thu hoạch cái phần berry thôi nha. Đây thì có cục đất nè. Đất này là khoáng gì đây? Cái cục đất mà nhìn có đá trộn lộn rồi giống nhau đó các bạn, thì sẽ đào ra được cho mình phần clean ha. Clean thì chắc để làm mũi tên hay gì rồi. Để đào sâu sâu xuống phía bên dưới thử coi. Mình tìm đá các bạn, mình đang cần có đá nha. Clean thì có đó là nhiều luôn nè. Và dưới này thì toàn là đất với lại clean thôi. Rồi lại tiếp tục clean nữa nè. Đây các bạn, đây rồi. Đá dưới này đúng không? Đây rồi. Dưới này thì nó hơi tối một chút, nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy được. Đó, cục rốc nè. Ok, có được cục đá đâu bạn. Chắc là sẽ đào cho mình thêm một vài cục nữa đi. Ở đây thì, mấy cái cục này nó như cục sỏi các bạn. Đào ở trên, ở dưới thì nó trên nó sẽ rớt xuống phía bên dưới luôn. Cái này đào thêm một cục nữa nha. Cái cục này bắt đầu đào hơi lâu hơn chút rồi đó. Nó bắt đầu cứng hơn các bạn, kiểu như nó cứng cứng hơn nha. Đào nó hơi lâu một chút. Ok, cái này tha hồ mà đi khám phá và đi mai các bạn. Ở trên thì mình đi khám phá, còn dưới này thì cục này cục gì đây? Bè chuột phải để lấy thông tin thử các bạn. Renton nè. Copper các bạn, cần có cái rìu copper thì mới có thể ra. Cần ôi cuốc copper thì mới có thể đào được. Bây giờ thì mình có thể chế tạo được cái giáo rồi nè bạn. Ok chưa. Đang một cái mình sẽ có được một cây giáo đá các bạn. Giáo đá đâu? Đó, ngon lành luôn. Xuyên thử con gà nha. Đó, lên được 17 đam rồi các bạn. Hồi nãy có 12 đam thôi ha. Bây giờ thì lên đam liền. Ngon lành luôn. À da. Ủi con gì vậy? Và nó yêu cầu mình, nó hướng dẫn mình các bạn nhấn phím G để học thêm cái công thức chế tạo cái giường với lại một cái trời đấy, rồi một cái mai ARK là cái gì đó mình cũng không rõ lắm, nhưng mình sẽ nhấn phím G để học thử nha. Nó yêu cầu mình học công thức chế tạo cái giường nè. Rồi tắt đi một cái, rồi nhấn phím G một lần nữa để học công thức chế tạo cái kia cờ thì phải. Rồi tiếp theo luôn cái này nữa. Cái này mình không biết làm gì đâu, nhưng mà nhìn hình ảnh nó thì giống với lại cái ở phía đằng sau lưng của mình đó. Đó, cái cây cột này nè, giống với lại bên ARK nè. Ở đây thì có mấy con heo, và mình mới thấy có con khủng long ba sừng ở phía bên này nè các bạn. Con này để mình lại gần nó thử coi. Ôi, level 45 luôn. Rồi con này thuộc dạng ăn cỏ cho nên nó hiền lắm. Con này thì level tới tận 30 mình mới có thể tem được nó các bạn. Ôi, nó 300 mấy máu nè, 356 máu, khủng khiếp quá vậy. Bên đây thì có thêm một con nữa. Còn mấy con bờ tè không biết level bao nhiêu mới tem được nha. Chưa có quan sát nữa. Vậy là lại gần mấy con này mình có thể nhìn thấy được level yêu cầu luôn. Phía bên dưới là hình như là cái con Dodo đó bạn. Con Dodo, một sinh vật rất là quen thuộc. Có thể tem nó bằng cách cho nó ăn luôn hả? Thay vì đánh nó ngủ các bạn, thì mấy con này tem theo kiểu như là thụ động á. Chỉ cần e cho nó hơi một cái thôi. Đó, kiểu như đút thức ăn cho nó đó. Mình đang để cái phần berry ở số không này nè. Chắc là đút thức ăn cho nó, cho nó trở thành đệ tử của mình luôn nè. Hai em gà luôn. Rồi xem qua con heo này thử xem coi có tem được nó không. Có thể tem được đó luôn nè. Ôi. Cái game này dễ tem ra luôn các bạn, chỉ cần cho nó ăn một phát thôi là nó trở thành đệ tử của mình luôn nè. Cái con này thì coi để coi coi. Có thể truy cập vào túi đầu của nó và nó phải có được trang bị yên cửa trong này luôn nè. Còn mấy cái slot dưới này thì mình cũng không biết để làm gì ha. Trên này thì để trang bị cái yên nè. Còn bên đây hình như là cái túi đầu nó đúng không? Đúng rồi nè, túi đầu nó nè. Cái yên cửa của nó thì để coi coi có công thức không nha. Con phi gì đúng không? Kiểm tra thử xem coi. Ôi, có yên cửa luôn nè các bạn. Ok, quất thử cái yên cửa nó luôn nha. Yên cửa nó thì chỉ cần có da với lại fiber thôi. Da như mình có rồi đúng không? Da trong này mình có, đây các bạn. Yên cửa nó nè, chế tạo luôn nha. Hãy thử luôn các bạn. Còn con bờ te này thì nó không có ghi là level bao nhiêu hết à. Vậy chắc là phải đánh ngủ nó rồi. Level 13 nè. Nó thì level 13, máu của nó thì có 151 thôi các bạn. Chắc phải đánh ngủ nó ha. Còn con này thì đã có được cái yên cho nên lắp lên cho nó và cưỡi thử luôn các bạn. Ok, ngon lành luôn. Nó đi hơi chậm thôi, để cho nó chiến đấu thử coi. Rồi đánh thử coi.
Trời, đánh được có 8 máu vậy. Ui, bị đánh lại rất rất là đau luôn á. Ai da, không ổn, không ổn. Thôi nhưng mà đánh được kìa. Ngon á. Được, 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 được. Để coi. Con này chắc là lấy thịt không được rồi. Farm berry thì cũng không được luôn các bạn. Còn cỏ thì lấy cũng không được luôn. Gỗ thì thử xem coi nó có farm được không nha. Xem con này có công dụng gì đây. Cũng không được luôn các bạn. Và nó di chuyển thì rất là chậm luôn á. Chắc là bắt con này để cho vui quá à. Ở đây thì mình có thể... Ôi, đè chữ T nó hiện ra một cái giao diện giống như bên ALK luôn nè các bạn. Có thể cho follow nè và stop. Ok, chờ đứng đây đi. Mấy con chim đô đô chắc là mình sẽ để nó ở đây đi các bạn. Vậy là mình phải bắt được mấy con heo rất là dễ dàng luôn. Còn phía bên đây thì có mấy con gì nữa nè các bạn. Chim cánh cụt ha. Chim cánh cụt thì đánh được không? Ừ, đánh không được rồi. Không thể gây đam cho nó các bạn. Còn phía bên trên này thì mình thấy có con gì nè. Ờ, con này cũng cho ăn berry luôn nè. Ok. Mấy con này phải nói là rất là dễ luôn á. Chỉ cần cho nó ăn berry một phát thôi là xong. Level của nó thì có 8 rồi ha. Hàng nhiều tem nhanh là phải rồi. Bây giờ thì mình có coi yên củi con ba chi có trong này không nha. Đây, ba chi trong này thì à, có này có nè. Đây đây đây. Thì cần có 5 da với lại 5 fiber thôi. Rất là dễ chế tạo luôn. Đây nè đây. Chế tạo luôn nha. Vậy mày bắt thú nhanh quá. Đây cho nó cứ yên luôn. Rồi leo lên lấy cửa luôn các bạn. Con này đánh con heo thì không biết ổn không nha. Con này thì đáng là di chuyển nhanh. Để ship để di chuyển nhanh các bạn. Còn kỹ năng của nó thì đánh thử rồi slam cái nha. Rồi đánh mạnh hơn heo nè các bạn. Rồi chắc là cũng không lấy được thịt rồi. Mấy con này thuộc dạng ăn cỏ. Cho nên là nó có farm được berry không? Không được luôn các bạn. Không lấy được cỏ, không farm được berry luôn. Và nó bị hết stamina rồi hả? Nó hơi yếu đuối. À, nó cũng có cái ống XP nè các bạn. Vậy là nó cũng sẽ được lên cấp ha. Nếu như mà mình luyện cấp cho nó. Tao để lại cái cây thử coi. Không được luôn các bạn. Và kích chuột phải thì à, cái con này nó có kỹ năng đặc biệt là khi kích chuột phải nó chạy nhanh lắm. Con heo hồi nãy không có ha. Và phía bên đây thì mình nhìn thấy có con gì vậy. À, một cái con robot. Và cái này là à, quét các bạn, cái này là nhận quét nè. Ấm E vào cái để à, nhận phần nhiệm vụ. Nó yêu cầu mình là collab một cái con bít. À, cái cây cuốc bằng đá các bạn. Cây cuốc bằng đá thì cuốc bằng đá mình chưa học nè. Đây học công thức luôn nha. Học cây rìa luôn. Và hồi nãy thì có đào đá được rồi cho nên là chế tạo luôn. Kêu là cái son bít đó. Đây cái này nè các bạn. Chế tạo luôn cây rìa luôn nha. Rồi nâng cấp lên đầu đá luôn các bạn. Đẩy nhanh lên luôn nha. Rồi còn có thêm cái cây này nữa đó. Rồi mấy cái này thì chắc là dục bỏ đi các bạn. Bây giờ không cần nữa nha. Rồi nhiệm vụ đã được hoàn thành và làm sao đây, bấm vô một cái đó nhận được phần thưởng của mình liền các bạn. Ồ nó cho mình cái rương nè. Ồ để mở cái rương thử coi. Cho mình 10 cái tờ giấy gì nè, rồi đồ các kiểu bạn. Chà vật phẩm các kiểu trong này có thể ăn được không? Không có xài được các bạn. À, đồ trong này không có xài được ha. Tặng cho mình đồ linh tinh nè nhưng mà không có sử dụng được. Cho để trên người thôi. Bây giờ thì tiếp tục di chuyển thôi bạn. Nhiệm vụ phải cho đồ linh tinh thôi à. Không có gì đặc biệt hết. Mình sẽ di chuyển vòng vòng đây thử thôi. Ở phía bên đây thì nó có những cái khu vực như sa mạc ở phía bên đây các bạn. Trong cái game này hình như nó có những cái khu vực, những cái bài ôm các bạn. Giống giống kiểu ở bên Minecraft á. Nó có như là sa mạc ở phía bên đây nè. Đó. Mình thấy có con uầy. Có con bờ te và có cái con hình như là con chim điếu các bạn. Nhìn đẹp lắm. Để mình xuống mình coi coi. Đi lên phía bên trên biết con này dữ không ha. Không biết nó có tấn công mình không nữa nè. Đào đi lên phía bên trên luôn. Dưới này sâu dữ à. Ui. Phía bên kia hình như là cái con khủng long chứa nước ở bên sa mạc các bạn. Và có cả chăn cu ru nữa nè. Và bên kia xa xa đằng kia hình như là một con bọ cạp nữa. Nhìn rất là đẹp. À, à, phóng được luôn hả? Đè chuột phải có thể phóng được luôn và lụm lại được ha. Và chim điêu kìa, đúng rồi. Đúng rồi chim điêu bạn. Chim điêu trong cái game này nó được cấu tạo bằng những cái khối vuông cho nên nhìn nó cũng rất là đẹp ha. Mấy con khủng long đây nè, nó cũng được cấu tạo bằng những cái khối vuông, nhìn rất là đẹp. Mình nghĩ cho bây giờ mình chưa có đủ sức để bắt được cái con đó đâu các bạn, cho nên là tìm chỗ nào đó để mình trú ẩn chớ cái đã. Ví dụ như đi sâu vô trong này, mình đang ở phía bên sát ở trên cái rìa của cái map trên này, chắc là mình sẽ sống ở đây đi các bạn. Tìm chỗ nào đó để xây dựng chế tạo các kiểu, chắc là sống tạm ở đây đi. Ở đây mình thấy có nhiều đô đô đó bạn, có thể farm được phần thịt ha. Để mình xử cái chim đô đô cái. À, chim đô đô. Ủa cho mình cái đô đô luôn nè.
những cái vật phẩm cổ đại hay gì đó. Rồi trong này thì lấy luôn phần thịt nha. Lấy cái rìu chặt cái cục thịt các bạn nhanh hơn nhé, nghe nó bập 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 liên tục luôn nè. Rồi có cho mình được thịt, mình coi cái công thức chế tạo cái campfire không nha. Sinh tồn là phải có cái campfire chứ. Đây 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 cái campfire ở level 1 luôn các bạn. Ok chế tạo cái campfire luôn để mình nướng thịt lên luôn nhá. Campfire đây đây đủ đồ luôn các bạn, chế tạo luôn một cái cho mình luôn. Mình sẽ có được campfire để nấu thức ăn, bỏ ra phía bên ngoài xem coi. Được luôn nè. Ok rồi e vô một cái thì trong này có thể bỏ thịt vô được. Trong này như là để bỏ chất đốt bạn, mình sẽ bỏ phần cái hấp vô để đốt nha. Ủa không có bỏ thịt vô được rồi. Trong này thì dọn grab và bật lên nè, bật lửa lên. Bật lửa lên sau đó thì bấm grab hả bạn, nó kiểu như một cái bàn chế tạo vậy đó, thay thế bằng cái hình của cái campfire á. Mình cứ tưởng bỏ thịt cho trong này giống với ARK nhưng mà nó khác một chút, chỉ cần bấm chế tạo thôi là mình đã có được thịt anh nè. Ok ngon. Để ăn thử cục thịt nha, nãy giờ thì cũng chưa có đói nhiều đó các bạn, nhưng mà ăn vô thử đó, ăn vô như cũng lên cấp đúng không, lên cấp luôn nè, cộng máu các bạn. Trong giai đoạn đầu này mình sẽ ưu tiên máu với lại sức mạnh mà lên cấp rất là nhiều luôn nè. Wow. Mấy chỉ số quay được nữa, cần có quay để mình tải đồ được nhiều hơn nha. Rồi mình đã lên được cấp độ 12 rồi, và cái phần hướng dẫn này nó không hướng dẫn mình gì nữa hết ha, bây giờ chắc là phải tự đi khám phá rồi. Mình sẽ chờ đợi đây một chút cho thịt nó nấu nhiều nhiều cái rồi đi luôn các bạn. Và nãy nó yêu cầu mình chế tạo cây cờ nữa đó, để mình thử coi. Cây cờ ở đây thì nó cần có thêm gỗ, fiber thì mình có nhiều các bạn, gỗ thì mình còn thiếu ha. Gỗ thì bây giờ thì có cái cây rìu bằng đá rồi, cho nên là lên phía bên trên này để chặt luôn cho nhanh. Đây. Ok ngon lành luôn bạn. Ôi ơi kìa, cây rìu bằng đá chặt gỗ đúng nhanh luôn, lia hết cái hưu rừng này thôi. Ôi 100 mấy chục gỗ liền các bạn, ngon lành luôn nha. Cái chim đô đô hình như mình để phía bên kia rồi, để lát nữa mình sẽ đưa nó qua phía bên đây. Rồi bây giờ thì chế tạo cây cờ để mình đánh dấu lại chỗ này cái đã, để lát nữa đi còn biết đường quay trở lại các bạn. Cây cờ đặt ở đây cái. Rồi ở phía bên đây thì mấy con thú của mình phía bên đây để mình cho nó follow mình nha, follow tất cả nè. Đó qua phía bên đây để mình thử có cái ra lệnh tấn công được không, đánh nó thử coi. Mình đánh nó thì nó sẽ đánh phụ mình các bạn. Rồi mình có thể chặt để lấy thịt ra, ngon lành luôn. Để mình chặt thử coi. Hết cái cục này sẽ được 12 thịt. Mình sẽ đem theo con Pachi này để di chuyển. Mình thấy con này di chuyển nhanh. Đó đè chỗ phải để nó di chuyển bạn. Và wow, đi xuyên qua được cái hồ nước luôn. Vô trong khu vực sa mạc thử nha. Vô trong này thì mình sẽ bị nóng nè. Vào phía đằng trước thì mình thấy kiểu như nó có một cái cục gì xanh xanh ở đằng kia. Khu vực sa mạc này chắc là sẽ nguy hiểm hơn á, nhưng mà sẽ vô thử nha. Rồi con này thì yếu stamina quá vậy, cộng cho nó thêm một chút stamina lên đi các bạn. Máu của nó thì có 56 hả? Chà. Máu nó hơi ít, máu nó hơi ít không biết chịu nổi. Ủa con rết đó hả? Ôi con rết ghê quá vậy. Cái này như giống như cái cửa dịch chuyển sao sao á. Đúng rồi nè. Nó dịch chuyển mình qua phía bên đây. Chà. Qua phía bên đây thì một cái khu rừng gì đó có rất nhiều cây mà nhìn thấy kiểu như nó nguy hiểm làm sao á. Và mình đang ở đâu đây? Ủa xuống phía bên đây luôn. Và ui cái con gì á? Ấy da, rồi. Chạy. Ấy da. Ấy da. Hên quá chạy kịp các bạn. Ôi ơi, hình như con hổ răng kiếm hay cái con gì á. Mới nhìn thấy nó rồi luôn, nó quất cái con đệ của mình đi rồi. Thôi con đệ của mình yếu quá đi rồi. Và phía đằng trước thì con gì nữa kìa. Không có đánh nó được các bạn, thôi cho nên chạy nha. Phía bên đây mình thấy sáng sáng cái gì nè. Đây để phiêu lưu khám phá luôn trong tập đầu tiên nha. Có con kangaroo và bọ cạp ở phía bên dưới. Bọ cạp mình nghĩ chắc là nó thuộc dạng hung dữ rồi, cho nên né nó ra một cái. Ở dưới thì có nguyên cái dược phẩm luôn. Phía bên đây thì chỗ nhận nhiệm vụ thôi. Và em này thì ở level 13 nè. Chắc là mình sẽ tìm một con đó level cao cao một chút rồi mình bắt luôn. Cái con đó thì thấy chắc là cũng không cần thiết lắm đâu, chủ yếu là cái con khủng long ba sừng các bạn. Chứ mấy con kia để di chuyển thôi anh, nó không có giúp cho mình farm được cái gì hết à. Ở đây có cái trứng nè. Trứng con gì đây? Trứng của con con trái bạn. Ủa khủng long ba sừng nè. Ôi là mấy trứng này cái nhá, nó quýnh mình chắc chết quá. Khủng long ba sừng thì yêu cầu tới tận level 30 mới bắt được. Mình nó thì mới level có mới có 13 thôi các bạn, sống được ngày thứ hai rồi nè. Mới có level 13 thôi cho nên là chưa có bắt được nó, còn lâu lắm mới thể bắt được. Còn cái con
bờ te này thì làm sao để bắt nó được đây? Mình nghĩ con này chắc là đánh ngủ đó bạn, để cho nó ăn thức ăn rồi. Nó không có hướng dẫn mình chế tạo kỳ cung hay gì hết ha. Để mình có cây bâu ở trong này không? Trong này có bâu nè. Nhưng mà level 15 lận. Mình thì level mới 13 thôi à. Chắc là phải đi lượm thêm, đi farm thêm với lại đi đào các bạn. Mình ở đây mình đào thử nha. Rồi, để đi mai thử các bạn xem coi dưới này có gì. Đi đào giống giống kiểu như của Minecraft nha. Đào cái đường cầu thang đi xuống phía bên dưới lòng đó thử coi. Đào thì mình lên được cấp nè. Đó, lên được cấp luôn các bạn, cộng cho phần phần đam lên đi ha. Mấy phần kia thì chắc là mình nghĩ chưa cần thiết đâu. Cần đam để chiến đấu, để đi farm cho nó nhanh hơn các bạn. Máu thì gặp nguy hiểm thì giống như hồi nãy đó, thầy có thể chạy kịp nha. Lâu hồi mình đào ở dưới đó bạn cũng khá là sâu thì nó không có cái gì hết, chỉ toàn là đá với lại đá thôi các bạn. Đó, giờ đào dưới này nè, đó toàn là đá với đá thôi, cho nên mình quyết định lên phía bên trên. Và đào thì rất là lâu lên cấp các bạn, cho nên là mình quyết định là lên phía bên trên để mình đi săn nha, để cho nó lên cấp cái đã, lên cấp level 15 thử coi. Thầy đi xử lý mấy con heo đi, mấy con heo này level tới tận 48 luôn nè. Giọt nó, máu của nó thì ít lắm các bạn, cho nên là dễ dàng. Đó, mình lên cấp rồi nè, cộng thêm phần đam nha các bạn để luyện cấp cho nhanh hơn nha. Mình được level 14 rồi, cho nên đi xuyên cái. Mình tính đi đào để cho nó lên cấp, nhưng mà đào thì nó thấy nó chậm quá, cho nên là chuyển sang cái phương án là đi săn như vậy cho nó nhanh hơn. Xuyên luôn mấy con này luôn nha. Đó, lên cấp rồi. À, bây giờ nó hướng dẫn cho mình chế tạo cây bâu rồi nè. Hàng gì hồi nãy không có học được, cho nên là chưa có hướng dẫn. Và nó yêu cầu mình là bấm phím G để học được. Ủa, cái mũi tên độc nè, bấm một phát học luôn cả cái mũi tên bình thường. Mũi tên này thì cần có gỗ với rồi phần liên để chế tạo được, còn cái này thì còn có mũi tên với lại cái hình như là baby đen các bạn, thì có thể chế tạo được mũi tên ngủ ha. Rồi nhấn G thêm một cái nữa để học được cây bâu nè. Rồi ok luôn, nhấn G thêm một cái nữa để học được cái này là cái gì đây, cái khinh khí cầu phải không? Nhìn giống cái khinh khí cầu quá anh. Rồi xong rồi đúng không? Bây giờ thầy coi công thức coi cần có gì để chế tạo cây bâu. Ủa, cây bâu này dễ lắm, cần có da, có fiber với lại gỗ thôi, chế tạo một cây luôn để dành sử dụng luôn nhá. Rồi để dưới này luôn các bạn, và chế tạo mũi tên luôn. Mũi tên thì mình có thể điền số ở trong này, ví dụ mình sẽ chế tạo cho mình khoảng tầm 30 cây đi các bạn. Wow, nó chế tạo rất rất là nhanh luôn nè. 30 cây và cái này thì cần có Neko Berry các bạn. Neko Berry thì bút luôn 30 cây đi chứ. Mình không có Neko Berry, nãy giờ không có đi lượm nhiều cây các bạn. Đây, để đi lượm cây thêm nha. Lượm mấy cây màu xanh xanh như các bạn sẽ có được berry với lại mấy cái cây mà nó có kiểu như màu vậy nè, cũng lượm được berry luôn ha. Nếu mà hình hên thì mình sẽ có được phần Neko Berry. Đó, berry đen này sẽ giúp cho mình có thể làm được cái mũi tên luôn. Rồi, để xem lại coi mình có chế tạo được chưa. Ủa, chế tạo được có 6 cây hả các bạn? Hơi ít ha. Lắp cái tên ngủ vô cho cây cây cung luôn chứ. Ok chưa, đây các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là 6 mũi tên này chắc là nó hơi ít, cho nên là mình sẽ đi tìm thêm đi các bạn, lượm thêm nha. Lượm thêm thì mình cũng được lên cấp nữa, cho nên lượm nhiều nhiều một chút, bắn một phát cho nó ngủ luôn các bạn. À, cấp độ 42 luôn nè. À, mình sẽ thử với con bờ te luôn ha. Con bờ te thì mình không thấy nó yêu cầu lên vào bao nhiêu hết à, cho nên là chắc là bắn nó ngủ á. Ở đây thì trứng của con gì đây, hình như là của con trai nữa nè. Đúng rồi, của con khủng long ba phần các bạn. Lượm vô cái chắc cái nhí mình nó đánh mình chắc chết. Hồi nãy qua phía bên kia gặp cái con hổ đang kiếm hay gì á. Đây, nó múc cho một phát cái con đệ của mình nó lên dĩa luôn rồi. Con đệ của mình thì nó kiểu như là về thấp đó các bạn, nó chỉ có 50 mấy máu thôi à, vô nó phút chân vài phát lên đường luôn, bay màu quá nhanh. Đây thì đóng lửa, đóng lửa thì hết rồi ha, đóng lửa thì hết cái phần hết rồi đó, bỏ vô thêm các bạn, lửa lên rồi nấu nướng các kiểu luôn bạn, trong lúc chờ đợi. Rồi trong này thì chắc là mình đã có được cho mình cái tên ngủ đúng không? Ui được 23 cây các bạn, hồi này nó chế tạo nhanh ghê ơi. Chế tạo nhanh khủng khiếp luôn á. Đây rồi, con này thì chưa đủ level cho nên là thôi, con bờ te nè. Đây đây, mấy con này thì mình sẽ tìm cái con level cao cao một chút các bạn. Đó, phía bên kia kìa, ôi bây giờ nó spawn ra rất là nhiều luôn á. Đây 58 rồi, đây đây đây, đây rồi. Đó, bắn nó một phát. Đó, canh nó ngay cho ngay. Trời ơi, bay luôn rồi. Trời ơi, cái con này nó bay nhanh quá. Ở đây thôi, bay lại thôi cưng. Hắc não các bạn.
Mắc não đó. Nhấn E để uống nước hả? Xuống nước các bạn, xuống nước thì nó sẽ yêu cầu mình nhấn E để uống nước. Thêm mình khát nước thì mình có thể uống nước. Giờ này thì nó bay lên sa mạc luôn rồi. Mình đang cố gắng di chuyển theo nó để nó xuống dưới, nó xuống dưới rồi, nó xuống dưới rồi. Nó xuống dưới các bạn, đây 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 đây. Quên rồi đúng không? Nó ngủ rồi, nó ngủ rồi, nó ngủ rồi. Ok, nó lụm lại, lụm lại được mũi tên luôn. Hay á. Ở đây rồi các bạn. Nó đã ngủ rồi, con này mình nghĩ là nếu mà heo ở bên ADK thì có thể cho nó ăn phần thịt. Thịt thì chết rồi, thịt chín không vậy? Thịt thì nãy mình nướng hết rồi. Đây 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 đây. Có con này hả? Level 50 luôn. Riêng nó để mình lấy thịt. Rồi. Sử dụng cái rìu để chặt lấy thịt các bạn. Bỏ được 4 thịt rồi nè. Lấy nhiều nhiều thịt chút. Bỏ vào một phát cho em nó ăn luôn nha. Level 58 luôn các bạn. Khá là ngon nha. Đâu thịt, đâu rồi, thịt, đâu rồi. Đây đây, thịt đây. Bỏ vào một cái. Timing, timing bắt đầu hoạt động các bạn. Giống y giống phía bên kia luôn ha. Chỗ phía đây thì có mấy con nha. Đây là chim điêu nè. Mình phải đè cái chuột phải để quét. Ui, chim điêu này khả năng tấn công rất là cao bạn. Di chuyển thì hơi chậm, máu thì cũng không được cao lắm. Nhưng mà khả năng tấn công thì rất là cao luôn. Còn ở phía đằng kia thì con bọ cạp nè. Con bọ cạp thì ôi, tấn công rất là cao luôn bạn. Di chuyển chậm nha. Máu thì cũng không mạnh lắm đâu. Nhưng mà đánh thì rất là mạnh luôn. Ồ, thuộc dạng về tấn công rồi. Còn con này thì cũng tấn công nhưng mà di chuyển nhanh nữa các bạn. Mình có thể nhìn thấy được thông tin ở đó luôn ha. Đây kìa luôn á. Còn phía đây thì sao đây? Temmin bắt đầu hoạt động đó các bạn. Nhưng mà nó vẫn chưa ăn ha. Chắc là nó do nó chưa đói á. Mình có thể cho nó ăn thêm cái này vô được không? Có thể ăn vô được đấy bạn. Ăn thêm cái phần nó vô để tăng. Ôi Temmin bắt đầu hoạt động rồi nè. Lên 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 lên. Được 50% đó các bạn. Nhưng mà cái ống màu tím, ống ngủ của nó thì kiểu như đang tụt xuống. Cho nên là mình có thể cho nó ăn thêm cái quả màu đen vô. Để cho cái phần đó, ống tím, cái ống ngủ đó tăng lên nha. Con này hơi lâu một chút. Và mình lên cấp nữa rồi nè. Mình sẽ cộng cho mình thêm chút máu. Nó xong rồi nè. Rồi, tem xong các bạn. Thêm một chút đam nữa nha. Đam nhiều nhiều một chút đi. Đam cho mạnh, luyện cấp cho nhanh. Rồi. Con này thì cũng cần có yên cưỡi nè các bạn. Mới có thể cưỡi được nó ha. Mới có thể bay được. Nhưng mà giờ mình chưa có chế tạo được yên cưỡi của nó. Cho nên là thôi. Đưa nó về các bạn. Đưa nó về không biết nó có đánh phụ mình không nha. Để thử coi. Tấn công con gà thử coi. Attack my target thử coi. Đây đây đánh thử nha. Đánh thử con gà thử xem coi. Con này đi nhanh quá vậy. Kìa. Đó tấn công các bạn. Ui. Nó đánh một phát 40 máu luôn kìa. Ui nhanh kìa. Rồi đây thì thịt. Thịt thì nó không có tự lấy giúp mình ha. Mình phải tự lấy rồi. Rồi đi về thôi bạn. Đi về với cái chỗ campfire hồi nãy của mình. Thì mình để nó ở phía đây là đây đây đây. Đó cái trời nhìn nó cũng dễ thấy hơn chút. Bà con đó thì đang follow mình. Mình sẽ cho nó ở đây luôn đấy các bạn. Để mình nghiên cứu cái cách nào chế tạo được cái yên cưỡi con này không nha. Nó cũng đáp xuống luôn nè. Để mình coi coi trong cái phần công thức thì xem coi có cái yên cưỡi của nó không. Để mình học mình chế tạo luôn. Hình như là cái yên cưỡi nó ở đây nè các bạn. Nó yêu cầu hình như là level 20. Cái chữ của nó bị khuất vô phía bên trong á. Nhưng mà mình nhìn thấy chữ đuôi là chữ đôm nè. Hình như là nó đó. Level 20. Vậy là mình cần phải đi săn thêm rồi các bạn. Mình sẽ cho nó follow mình nha. Để mình đi săn thêm các bạn. Đi đánh mấy con heo để luyện thêm cấp. Đó. Nó đánh rất là nhanh luôn. Nó xuyên một cái bạn. Mình đánh chỉ được có 15 thôi các bạn. 15 đam thôi. Nó thì đánh 20 mấy đam. Có khi là 40 đam nữa. Đó, mình lại tiếp tục lên cấp. Cộng thêm chút máu lên nữa nha. Mình sẽ trở nên trâu hơn. Đánh mạnh hơn, trâu hơn nữa thì quá là quỷ diệt luôn. Đây, level 20 mấy luôn nè. Xuyên nó luôn. Hình như mình đang cho nó tấn công. Vậy nó hút hết điểm kinh nghiệm của mình hay sao các bạn. Để mình để ý cái ống kinh nghiệm của mình thử nha. Đây, level 24 đúng không? Đúng rồi các bạn. Mình sẽ cho nó ở chế độ không tấn công gì hết nha. Để mình tự tấn công đi. Thẳng luôn. Đó, sắp sửa lên cấp rồi các bạn. Phải tự đánh thì nó mới lên cấp nha. Còn cái con kia nó đánh hết là mình không có được lên cấp đâu. Vậy là phải tự đánh thôi. Phải nha. Con này hả? Chơi luôn các bạn. Ok. Tấn công phụ, tấn công phụ. Rồi. Rồi luôn, bờ tên của mình ra đi nhanh quá vậy. Con này nó sâu quá các bạn, nó mạnh kìa. À da. Ui, con này nó mạnh quá, không để ý con bờ tên của mình nó đi luôn rồi. Nhưng không sao, cố gắng. À, nó đang ăn thịt, nó đang ăn thịt, nó không để ý tới mình. Ok, ăn thịt hả vậy? Dám giết bờ tê của mình sẽ xử lý nó các bạn. Ủa, nó chạy rồi. Nó bị yếu máu, nó bỏ chạy.
chạy đi đâu. Vậy là mình bị mất hết một MT rồi, hơi tiếc một gió vang. Level thì sắp đủ rồi, nó không quan tâm gì tới mình hết. Ở nó hồi máu lại rồi hả? Ui không được, không được rồi bạn, nó chạy cái nó hồi máu lại rồi. Trời ơi, cái MT của mình yếu đuối quá, đã ra đi mất tiêu rồi. Thì mình sẽ luyện đủ cấp trước đi các bạn, mình sẽ bắt lại con MT sau nha. Rồi sau khi mình lên cấp được các bạn, cấp độ 20 thì nó yêu cầu mình là làm cái lò nung nè, chế tạo thêm một cái gì đó ở trên nữa. Rồi có lò nung ở phía bên dưới ha, để học luôn đi. Nó yêu cầu thì mình sẽ học luôn. Cái này như một cái chỗ để chăn nuôi á. Còn cái yên cưỡi của con MT thì chắc là học được rồi đó. Đây học cái lò nung luôn. Rồi cái yên cưỡi của MT nè, nó mới gợi đó, yên cưỡi bây giờ nó mới yêu cầu mình học các bạn. Phần hướng dẫn nó mới yêu cầu mình học nè. Rồi mình đi hơi nhanh. Và MT của mình thì rất là tiếc là nó đã chết rồi, cho nên là bây giờ phải tìm lại một con khác level cao cao một chút, để level 50 mấy luôn á mà nó đi mất tiêu rồi. Phía bên đây thì có nhiều lắm các bạn, cho nên là từ từ qua phía bên đây để coi coi. 48 nè, hồi 64 luôn. Được 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 được, con này được nha, cho nó một viên cái. Ok một phát nữa nè. Rồi nó bay lên phía bên trên rồi, mình sẽ đi theo nó để xem coi khi nào nó đáp xuống nha. Trên này vùng đất hình như là một cái khu vực mới nữa. Qua phía bên đây thì nó hơi nóng. Ui, con gì trên vậy? Chạy 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 chạy. Ôi con gì để mình coi coi, nó là con sói bạn. Wow, sói kiểu như nó trong suốt luôn á, nhìn đẹp lắm. Kìa kìa, ôi mấy con này nhìn lạ ha, hay 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 nha, mình nhìn nó hổ báo quá à. Không biết mình bắt được nó chưa ha, bắt được con này chắc ngon. Kìa nó dí mình nữa kìa, thôi chạy 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 thôi. Rồi bờ tê nó bay lên phía bên trên, nó coi như là xong luôn rồi, chỉ còn có bờ tê dưới này thôi các bạn, cho nên là chơi bờ tê dưới này luôn nha. Rồi bắn một phát, cho thêm một phát nữa nè, trúng không? Ôi rồi xém trúng. Nó ngủ rồi kìa. Bay được một đoạn các bạn, nó thấm độc cái nó ngủ mất tiêu rồi. Ok ngon lành luôn. Phía bên kia hình như là cục hính phải không? Đây à, cục hính ở ngoài biển các bạn, nó rớt ngoài biển kìa. Ở đây thì em nó đây rồi, chắc là mình sẽ bỏ cho nó thịt thì nãy mình để con trên con kia hết rồi, cho nên là phải qua phía bên ngoài để xử lý một con cái đã để mình lấy thịt nha. Đây đây đây, stamina của mình hơi hụt ha. À không, stamina vẫn đầy, chỉ là hơi nóng thôi. Ở phía bên đó thì nó kiểu như là khu vực sa mạc á, cho nên nó hơi nóng. Qua phía bên đó thì nó cảnh báo cho mình biết trước thôi. Hồi nãy thì cái con kia ở level 60 mấy đó, 60 mấy hay 5 mấy gì đó, mà chỉ cần có hai cục thịt thôi là xong. Ở con này thì đập được phần chi tiên nữa nè, trong này không biết có chế tạo được giáp chi tiên không anh, chứ mình thấy là có giáp gì, giáp fiber á, kiểu như giáp vải á, có thể làm được giáp nữa. Ở đây thì bỏ thịt vào cho em nó ăn luôn. Thịt đây 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 đây, thịt đây rồi, cho đợi cho nó em nó ăn hả bạn. Và dưới đây thì có cục phấn nè, để ghé xuống thử coi. Sẵn mình xuống biển mình khám phá luôn các bạn. Ôi ôi đã kìa. Vậy này chơi cuốn quá, cuốn quá. Ủa có con cá gì nữa kìa. Ôi có cái bắn câu mình luôn đây. Để mình cầm cái giáo sẵn nha. Nhìn ghê quá. Bơi lên phía bên trên để lấy hơi cái. Ui thần chết hay gì kìa. Những con quái vật khủng khiếp ở phía bên trong cái tựa game này nữa các bạn. Rồi ok, có cả bờ te như nó bay qua phía bên này nè. Ở đây thấy coi, cục này có thể lướt được không? Cục này yêu cầu lên vòng 25 là mới lụm được các bạn. Trời ơi lụm không được rồi, quê nghe luôn á. Bay ra đã lụm không được. Lại thì coi coi, cái con kia thì nó bay lại rồi, hình như con nó lên vòng 6 mấy đó các bạn. Được, mình sẽ bắt một cặp luôn các bạn. Nếu mà nó khác giới tính nữa thì có thể không biết là trong cái tựa game này có thể cho nó sinh sản giống được như ALK không nha. Mình thấy nó có giới tính các bạn, mình nghĩ chắc là nó cũng sẽ có thể sinh sản được ấy. Rồi đi lên phía bên trên này luôn. Nó đâu rồi? Nó phía bên đây thôi. Là con này thì đúng rồi, 64 nè, level 64. Còn con này thì sao rồi? Tay mình được một nửa các bạn, sắp sửa xong rồi ha. Con này chắc là sẽ đợi cho nó hạ cánh xuống đi, bắn nó thì cũng nhanh ngủ đó bạn. Con level 6 mấy này mình nghĩ chắc là hai mũi tên thôi là ngủ, còn bốn mấy đó mình đánh có một phát một là ngủ rồi. Đây đây. Mấy con này thì lùa lùa vô trong khu vực này cho nó an toàn. Bắn thử coi nha, test thử vận may các bạn, trúng không? Ôi trúng kìa. Oh my god. Chỉ bắn thử test thử vận may thôi, ai ngờ trúng nó ngủ luôn nè. Hồi nãy nó trúng một mũi tên của mình đó các bạn, bây giờ trúng thêm một mũi nữa thế là nó đã ngủ luôn. Ngon. Sẵn đây mình sẽ xin một ít thịt của mấy con gà ở đây luôn, để cho cái con bờ tê nó ăn luôn nhá.
bỏ cho nó ăn luôn các bạn. Đây có 3 cục thịt, mình nghĩ chắc là đủ rồi, không cần quá nhiều đâu, nhưng mà lấy hết chỗ này luôn đi, bỏ vô cho em nó luôn các bạn. Ok, 7 cục thịt dư giả luôn. Con này thì là con trái đúng không, còn con phía bên kia thì ủi tem xong rồi kìa, ngon lành luôn. Mình chế tạo cái yên củi cho nó chưa, hình như là mới học được cái công thức hả các bạn, chứ chưa có chế tạo nha. Bây giờ thì chế tạo luôn yên củi của nó thì không thấy có trong này, hình như mình chưa học thì phải. Ở đây đây các bạn học rồi nè, quên nữa, học rồi mà còn có da 21, mình mới có được 21 da thôi, cần yêu cầu có tận 25 da lận mới đủ. Ok, bây giờ phải đi chiến đấu thôi. Cái con slime này nãy hình như là có da nữa các bạn, lạ lắm. Đây để chặt thử coi có da không nha, có phần thịt thối nè. Có da nè, được 3 da 7 da, ôi slime nhiều da lắm, ngoài thịt thối là nó còn có da cho mình nữa, ngon lành luôn, chế tạo luôn nhá. Đây đây đây, còn cái này là cái lò nung đúng không, lò nung chắc là phải đi mai các bạn, đi kiếm khoáng sản và chế tạo thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn bây giờ thì trong giai đoạn đầu đi khám phá thôi các bạn. Con này thì con giống, ui hút được luôn hả, oh my god. Con kia con cái mà con này con đực luôn kìa, trời ơi. Cưỡi nó thử các bạn, ok bay được luôn nè. Kích chuột phải, ôi kích chuột phải để gấp nè, thử gấp con gà thử coi, gấp thử con gà nha. Đây hơi hơi lỗi hơi lỗi, ủa khó gấp quá vậy. Gấp con gà này không được rồi, không biết là chim đu đô gấp được không nha, chứ con này gấp không được. Con này gấp không, ôi gấp được chim cánh cụt nè các bạn. Giống giống với lại bên AK bên kia, gấp được con thỏ luôn nè. Rồi thì làm gấp được không? Gấp gấp từ làm hình như là gấp không được rồi. Được luôn nè, gấp cho ngay là gấp được hết các bạn, ngon lành luôn á. Cắn xuống để xem coi em này được bao nhiêu rồi. Cũng được khoảng tầm 45% bạn, chắc là ăn một lần hai lần nữa thôi là xong, nó sẽ trở thành đệ tử của mình thôi. Và nhà của mình thì gần ở đây hả các bạn, hạ cánh xuống luôn nha. Dạ chưa, thôi đúng rồi, mình sẽ cho nó chiến đấu thử các bạn, cắn thử nha. Ủa cắn đau lắm các bạn, ui kìa. Đánh rất là mạnh luôn á, đánh được 22 đam luôn. Con heo thì con heo đánh phụ mình các bạn, và con này thì có thể lấy được thịt luôn kìa. Wow, nó có thể giúp cho mình lấy được phần thịt luôn các bạn, khi mà giết xong thì nó phải lấy được thịt luôn đó. Farm thịt nhanh hơn mình farm rất là nhiều luôn á, nó có thể giúp cho mình được farm được thịt và có thể luyện cấp được luôn. Rồi dí heo level có 13 thôi mà chạy ghê quá vậy. Tấn công luôn chứ. Ok, rớt xuống phía bên dưới là biến thành cục thịt này các bạn. Lấy được da nữa ha, lấy được thịt luôn, và nó cho mình cái đương đầu kìa. Ở phía bên đây thì xem coi, nó xong rồi đó bạn. Cho nó follow mình luôn. Ok, ngon lành luôn các bạn. Cho mình follow luôn nha, mình sẽ cho nó đảo đây đi, mình sẽ đổi cái yên các bạn, đổi cái yên này qua phía bên kia nha. Magic Core nè, cái này như là đánh con slime các bạn, nó cho mình thì phải, và rất là nhiều da luôn nè. Đó là để nó ở đây đi, mình sẽ cho con kia nó kiểu như follow mình, unfollow một cái đậu xuống. Ok, mình sẽ cho nó trang bị cái yên cưỡi lên luôn các bạn, yên cưỡi mình mới lấy ra mà phải không, bên đây chưa lấy ra. Đây đây, phải bỏ xuống túi đồ nó rồi mới lấy ra được các bạn. Chà, khá là cồng kềnh ha. Trang bị vô luôn các bạn. Ok, và đi thử đây, test thử luôn các bạn. Con này như là có giống phím xoay để nó xoay các bạn, giống giống với lại bên kia luôn ha. Có thể đánh 40 đam luôn kìa, đánh 40 đam bạn. Con này mạnh quá vậy, đang follow mình thôi. Thôi chắc là mình sẽ để lại một con ở nhà đấy các bạn, để lại bớt một con ở nhà nha, chứ để lỡ mà chết giống nãy nữa thì mất công mình bắt lại lắm. Cho nên là cho nó em nó nhà đi, mình sẽ qua bên khu vực kế bên các bạn để mình khám phá thử coi. Bên khu vực này thì nó có, ui có bọ ngựa các bạn. Bọ ngựa chiến thần đây rồi, ai da nó bay kìa. Bọ ngựa chiến thần của mình bên đây cũng có đó nè. Là con này level 51 luôn hả, con này không biết bắt làm sao đây ha. Chứ bên bên kia là mình cần phải có cái sừng của cái con gì quên rồi, con tê giác các bạn, hoặc là sừng của con Death Worm. Ở đây thì có thêm cả bọ cạp nữa. Bên đây hình như nó đang bị bão cát hay sao này các bạn, nó hơi mù mịt chút ha. Để mình thử vào cái cánh cửa không gian này thử xem coi nó đưa mình đi đâu nha. Đây đây, vào trong này để khám phá luôn các bạn. Game bị cuốn quá cho nên là mình sẽ làm hơi dài một chút nha. Đi vào phía bên đây luôn, khu vực phía đây thì như là khu rừng lá đỏ, kế bên khu rừng lá xanh. Ui, con gì phía đằng trước kìa,
Nhìn con quái vật các bạn, có cánh dê kìa. Bên đây thì khu vực rất là mạnh lắm rồi. Hồi nãy qua phía đây thì mình bị con hổ, à hai con hổ răng kiếm ở dưới này nè. Ghê nó kìa, nhìn ghê quá. Bên đây thì có nhện nữa, cái kiểu này. Ôi ơi, khu vực này nguy hiểm quá. Nhưng mà rất là nhiều những sinh vật đặc biệt ở phía bên đây các bạn. Đó. Ôi, có con gì bên đây nè. À, chết chết chết, hết stamina. Trời, lại hồi phục stamina là ăn cháy. Phía bên kia hình như là thấy có ngựa có cánh nữa các bạn. Ngựa có cánh và có hình như là ngựa nhân mã thì phải, con nhân mã bạn. Kìa kìa đây nè, có con cả con chike nữa nè, à con Sero bạn, Sero với là Ankylo phía bên đây nè. Ồ, Ankylo biết trong này có farm được đá không ha, nhưng có Ankylo nè, và con này thì như nhân mã rồi đó bạn. Đó, một nửa ngựa và một nửa thì người. Và ai da ai da ui da ui da, ôi nó phóng với mình cây giáo bạn, ghê quá ghê quá. Thôi đi về, ra đây mình mạnh thì mình sẽ quay trở lại đây nha. Đồ nữa kìa, thôi về về lẹ, chứ không là MBT của mình nó ra đi nữa, nên là chạy luôn nha. Rồi bên đây thì có bọn ngựa chiến thần nữa này các bạn. Em bọn ngựa chiến thần trong series ALK của mình, đó là lần sau mình sẽ nghiên cứu cách để mình bắt nó các bạn. Không biết là mình đủ level để bắt nó không nha, bạn nào biết cách bắt cái con bọn ngựa đó có thể để lại phần bình luận cho mình biết nha. Nếu mà được các bạn thì ở tập sau mình sẽ bắt nó luôn, để mình cho hai con lại gần thử coi các bạn, để xem coi nó có sinh sản được không nha. Rồi xem thử coi. Ok, Wandering. Nhưng mà không thấy cái chỗ nào để cho nó sinh sản hết nha. Cái này là chế độ tự động di chuyển lung tung nè, còn này là hung dữ các kiểu nè bạn, nhưng mà không thấy cái chỗ nào sinh sản nha. Hay là chắc là phải để cho nó ở chế độ đi lang thang các bạn thì nó mới sinh sản được hay sao á. Trong này cũng không có luôn các bạn. Cái này chắc là sẽ nghiên cứu lại sau đi, chắc để cho mấy con này sinh sản luôn nha. Đó, trong tập sau đi các bạn. Còn trong tập ngày hôm nay thì video của tập ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi các bạn, cho nên là chắc là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái series lần này của mình các bạn, trong cái tựa game lần này thì có thể ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh, để mình biết được các bạn thích cái series lần này mình làm tiếp nữa nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở trong những tập tiếp theo nha. Bye bye.